Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là chiếc thiết bị Samsung Galaxy Note 10 Lite. Thì trong clip trước mình cũng đã mở hộp chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite rồi và đánh giá sơ qua cho các bạn về cấu hình cũng như là những cái tính năng mà chiếc Samsung Galaxy Note 10 này có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm. Thì hôm nay mình làm clip này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể kích hoạt được chế độ nhà phát triển nhé, chế độ tùy chọn nhà phát triển để có thể mở được một số cái tính năng ẩn đi trong cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite này. Thì đây là những cái tính năng mà mặc định nó sẽ có trên thiết bị này rồi và hỗ trợ cho bạn sử dụng. Tuy nhiên thì nó đã bị ẩn đi và chỉ dành cho các nhà phát triển thôi. Hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn các bạn cách mở nó ra và các bạn có thể tùy chỉnh được. Ok, thì để thực hiện được bật được cái tính năng dành cho nhà phát triển trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite này, các bạn sẽ thao tác cho mình như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt nhé. Đối với những cái thiết bị khác, các bạn có thể vào tương tự và làm tương tự là có thể mở được cái tính năng tùy chọn nhà phát triển lên được. Đấy, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt này. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo đến cho mình cái phần đó là phần thông tin thiết bị nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có cái thông tin thiết bị này, đấy, thông tin điện thoại và thông tin thiết bị, vân vân. Các máy khác các bạn sẽ làm tương tự. Tiếp đến thì các bạn sẽ mở cho mình là phần thông tin phần mềm. Đấy, thông tin phần mềm. Ở trong phần thông tin phần mềm này các bạn sẽ chú ý cho mình một cái mục duy nhất nhá. Đó là mục số hiệu bản tạo. Đấy, ở đây các bạn sẽ chạm cho mình khoảng 7 đến 8 lần liên tiếp vào cái phần số hiệu bản tạo này. Đấy, các bạn cứ chạm liên tục vào đến khi nào mà nó sẽ hiển thị cái dòng chữ là đã bật chế độ nhà phát triển lên là được. Ở đây mình đã bật rồi nên nó sẽ hiện thêm một cái nội dung là không cần thiết nữa, đã bật chế độ nhà phát triển rồi. Đó. Sau khi đã thực hiện cái thao tác đấy xong rồi, các bạn sẽ back lại cho mình cái phần cài đặt lúc đầu. Đây, back lại phần cài đặt lúc đầu và kéo xuống đến phần cuối cùng. Đấy, nó sẽ có cái mục là cài đặt cho nhà phát triển. Đấy. Sau khi mở cái phần cài đặt cho nhà phát triển này lên rồi, các bạn sẽ có thể có thêm một số những cái tùy chọn khác, những cái tính năng khác dành cho thiết bị của mình, ví dụ như là không khóa màn hình chẳng hạn. Đó, một số những cái tính năng khác, chế độ màu của ảnh vân vân, chế độ demo ô phát triển cạnh, gỡ lỗi qua USB vân vân. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn một cái thông tin nữa và một cái cách để chỉnh làm cho cái máy nó có thể tốc độ nhanh hơn nhá. Cái máy các bạn có thể chuyển động nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn và cảm giác là máy nó sẽ xử lý nhanh hơn. Đó là gì? Đó là tỷ lệ hình động của cửa sổ này, tỷ lệ hình động chuyển tiếp, đó, tỷ lệ thời lượng của trình tạo tự động. Đó. Ở đây đối với tất cả những cái thiết bị Samsung khác, những cái đời thấp hơn hay cái đời yếu hơn ấy, thì các bạn đều có thể áp dụng cái cách này được nhá. Đó, để có thể làm cho cái máy nó cảm giác là nhanh hơn, chuyển động nhanh hơn, xử lý nhanh hơn, mượt mà hơn. Đó, các bạn sẽ bật, đầu tiên các bạn sẽ bật chế độ nhà phát triển lên cho mình, sau đó các bạn sẽ vào cái tỷ lệ hình động của cửa sổ này này. Đấy, các bạn chuyển tất cả về tỷ lệ hình động 0.5x lên cho mình. Đó, chuyển về tỷ lệ hình động 0.5x. Đó, sau khi chuyển động về 0.5x các bạn cảm nhận được là toàn bộ chuyển động của máy cảm giác nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, các bạn thấy không? Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó sẽ thu gọn và làm giảm đi cái quá trình chuyển động của toàn bộ máy. Ví dụ như là đang chuyển động bình thường ở chế độ 1x chẳng hạn, thì khi mình bật chế độ lên nó sẽ giảm đi, tốc độ chuyển động sẽ nhanh hơn gấp 2 lần. Đó, so với cái chuyển động lúc đầu. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy được máy nó chạy nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, cảm giác của chúng ta là máy chuyển động nhanh hơn rất là nhiều nhá. Đó, thì đây là một cách để có thể tăng tốc được cho cái thiết bị, những cái thiết bị mà yếu hơn, cũ hơn, thì đây là một cách để các bạn có thể tăng tốc thiết bị và xử lý mọi thao tác nó nhanh hơn trên cái thiết bị của mình. Đó, song song như thế thì nó sẽ có nhiều những cái tính năng khác. Các bạn có thể vào và nghiên cứu những cái tính năng này trên trực tiếp trong cái mục là cài đặt cho người phát triển. Đó, thì đây là những cái tính năng nó ẩn đi trên thiết bị. Tất cả thiết bị của bạn đều bị ẩn đi mặc định lúc đầu rồi. Nhưng mà khi các bạn chỉ một vài thao tác nhỏ thôi, các bạn có thể mở nó ra và kích hoạt được những cái tính năng này. Và sau đó các bạn có thể tùy biến, tùy chỉnh và làm tăng tốc máy rồi làm cho máy nhanh hơn hay là bật những cái cài đặt mà nó không có sẵn. Đó, ok, thì trên đây là những cái thao tác hướng dẫn nhanh của mình về cách bật tùy chọn nhà phát triển và một số những cái bước để có thể làm cho máy các bạn có thể chạy nhanh hơn, chuyển động nhanh hơn và mượt mà hơn. Ok, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.